Dạ rồi, em Tú Auto Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một cái shop của Yamaha. Thì nó có model là SW800. Thì thùng màu vàng, băng gỗ rất là đẹp anh em. Và đặc biệt cái thứ hai đối với cái shop này, nó xuất cho thị trường châu Âu, điện nó 230V, rất là tiện dụng ha. Anh em không cần phải xài qua ổng áp hay là cách ly gì cả. Anh em này chơi karaoke hoặc nghe nhạc thì cứ cắm thẳng vào điện 220 thôi. Đây, không có cả lọc nguồn nữa nè. Ôi em xin lỗi, lọc chống nhiễu. Đây, rất là đẹp anh em. Rất là keng luôn. Đây. Và đây cũng vậy. Đây là phần phía sau ha. Thì em đã gắn dây kết nối sẵn rồi. Để em test luôn cho anh em. Và đây là các đường vào nè, tín hiệu vào nè. Và đây là các chỉnh tần số pha của nó. Về tần số nó đây anh em. SW800 250W, điện 230V. Made in Malaysia. Và số series ha, 5650. Đấy, sủ một cái bát 30 úp đất. Rất là keng luôn. Và đặc biệt nó điện 230V này anh em, xài điện 220 là vô tư ha. Đấy. Rất là đẹp. Và giá là 14 triệu bao ship toàn quốc ha. Thì đối với những cái dòng mà shop Yamaha SW800 này, anh em vừa sử dụng nghe nhạc hoặc là karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Những cái con này bass đánh rất là phê, rất là uy lực và rất là mềm ha. Em test thử cho anh em nè. Thì với giá là 14 triệu bao ship toàn quốc cho SW800. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.